Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài chia sẻ hôm nay tôi phân lên làm ba đoạn, nhất là trình bày cái khung cảnh, rồi những cái biểu trưng ở trong câu chuyện, và rồi áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Khung cảnh của câu chuyện là câu chuyện xảy ra tại phía bắc của biển hồ Galilee, nơi cái biển hồ rất là rộng và cái vùng đó nước rất là sâu, và xảy ra vào khoảng từ 3 giờ đến 6 giờ sáng, tức là lúc đêm tối nhất. Rồi một trận bão lớn xảy ra lúc trời tối và chỗ nước sâu đã làm cho các tông đồ đang trên thuyền hoảng sợ. Vì chúng ta thấy, tôi đọc ở trong sách Chú Giải, thì chiếc thuyền đánh cá thời Chúa Giêsu ở trên biển hồ Galilee, họ đã đào được một các nhà khảo cổ đã đào được một chiếc thuyền, và người ta thử thì người ta biết là chiếc thuyền đó là ở khoảng thời Chúa Giêsu còn sống ở bên cái biển hồ Galilee. Thì cái thuyền đánh cá đó chiều ngang khoảng 2.3 m và chiều dài khoảng hơn 8 m, tức là chiếc thuyền thật nhỏ bé so với cái vùng biển hồ rộng lớn. Và lúc đó thì Chúa Giêsu không ở trong thuyền. Trong đoạn phúc âm chúng ta thấy là Chúa Giêsu lúc mà các tông đồ dăm thuyền ra biển thì Chúa Giêsu còn đang ở trên núi cầu nguyện một mình. Nhưng rồi Chúa Giêsu họ thấy Ngài đang từ xa tiến lại đi trên mặt nước. Thế câu chuyện chúng ta vừa nghe có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Trước hết có bốn cái biểu trưng, bốn cái biểu tượng. Biển hồ Galilee là biểu trưng cho thế giới của chúng ta. Chúng ta được sinh ra và lớn lên vào thời này và ở thế giới toàn cầu hóa này. Đây là một phần lịch sử mà trong đó chúng ta đang dăm thuyền lướt sóng. Không ai trong chúng ta được quyền chọn lựa, nhưng chúng ta đang có mặt và chúng ta đang phải đối diện với thực tế của cuộc sống, vì chúng ta không thể trốn chạy vào quá khứ hay là trốn chạy vào tương lai. Rồi cái biểu tượng thứ hai là canh tư đêm tối, là biểu trưng cho những lúc đêm tối nhất trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng có những lúc đời đen như mõm chó, và đôi khi chúng ta không hiểu tại sao cái vận đen lại xảy ra cho mình, nhưng nó là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Cái biểu tượng thứ bốn là cơn bão. Cơn bão biểu trưng cho những vấn đề lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mà hầu như chúng ta không thể kiểm soát được. Một số là những vấn nạn rộng lớn trên thế giới, như vấn đề khủng bố hay như cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện tại. Những cái đó ảnh hưởng đến mọi nơi và mọi người, không trừ ai, nhưng mà không ai có thể giải quyết rốt ráo được. Ở đó cũng là những vấn đề xảy ra trong giáo hội, như vấn đề lạm dụng tình dục của các giáo sĩ và tu sĩ. Rồi con số giáo dân thực hành đức tin ngày càng sa sút, càng giảm đi, đặc biệt là giới trẻ. Và chúng ta cảm thấy rằng hình như chúng ta không có truyền lại đức tin cho con cháu của chúng ta được, vì chúng nó hình như không có muốn giữ đức tin nữa. Và cuối cùng đó cũng là những cơn bão trong đời sống cá nhân của mỗi người. Tôi không thể kể ra hết tên của chúng cho chúng ta, cho quý vị được, nhưng ai trong chúng ta cũng có những cơn giông tố này trong đời mình.
và chúng xảy ra hầu như mỗi ngày. Giống như cơn bão trên biển hồ Galilee, chúng ta không thể kiểm soát được vì chúng xảy ra bất ngờ. Và cái biểu tượng thứ tư là con thuyền. Con thuyền là biểu trưng của mỗi người chúng ta. Như chiếc lá giữa dòng, chúng ta phải đối diện với tất cả những con sóng lớn nhỏ trên biển đời mênh mông, và chúng ta cảm thấy mình quá bé nhỏ, nhưng vẫn phải cố gắng chèo chống trong từng ngày, từng tuần. Thế còn Chúa Giêsu, Ngài đang ở đâu trong biển đời dậy sóng? Dĩ nhiên chúng ta tin vào Ngài, nên chúng ta đến đây để cùng dâng thánh lễ. Nhưng những lúc đời đen tối hay lúc giông bão xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, Ngài hình như vắng bóng. Hình như Ngài đứng xa xa ở bên ngoài mà nhìn vào. Ngài không có mặt ở trong thuyền với chúng ta. Ngài hình như đang ở trên núi xa cầu nguyện một mình. Hay dù Ngài có ở gần chăng nữa thì Ngài đang trên mặt nước, nhưng không có mặt ở trong thuyền với chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Đoạn phúc âm hôm nay dạy chúng ta rằng chúng ta phải bắt chước các môn đệ. Chúng ta phải cầu cứu với Chúa, phải kéo Ngài vào trong đêm tối, trong giông bão của đời mình. Hay nói đúng hơn là kéo Ngài vào thuyền đời mình. Nhưng chúng ta hay làm gì khi đời phủ bóng đêm hay khi giông bão ập tới? Thưa, chúng ta thường ngồi đọc kinh, cầu nguyện với một Chúa Giêsu đứng ở xa xa ở trên kia. Chúng ta chạy đến với Ngài chứ không kéo Ngài lên thuyền của chúng ta. Đó cũng là lỗi lầm chết người của Thánh Phêrô khi ông muốn đi trên mặt nước và đến cùng Chúa, thay vì kéo Chúa lên thuyền của mình. Chúa Giêsu lúc nào cũng muốn bước vào thuyền đời của chúng ta. Chỉ cần chúng ta mời Ngài vào, mời Ngài lên thôi. Nhưng chúng ta thường nghĩ rằng Ngài không thuộc về con thuyền đời của mình. Do đó chúng ta cầu nguyện với Ngài trong lúc đêm tối hay lúc sóng gió giông bão xảy đến, như thể là Ngài đang đứng từ xa. Và một điều khác, khi chúng ta kêu mời Chúa vào trong thuyền đời mình, chúng ta đừng nói chung chung hay nói gián tiếp, nói xã giao. Chúng ta cần phải nói thẳng, nói thật điều chúng ta cần. Khi Thánh Phêrô sắp chìm, Ngài không nói lòng vòng lại Chúa, con tin Chúa là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa, và con ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa vì những ơn lành của Chúa, và con ước mong Chúa đoái nhìn đến con và ở bên con. Không, Thánh Phêrô la lên rằng: lạy Thầy, xin cứu con. Chúng ta cần phải nói thẳng, nói thật với Chúa về những vấn đề của thế giới, của giáo hội hay của riêng chúng ta. Và chúng ta cần nói rõ ràng và nói với tâm hồn, tâm tư đầy cảm xúc. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta làm như vậy? Xin thưa, dĩ nhiên tất cả những vấn đề trong cuộc sống không hẳn bốc hơi ngay, nhưng bão tố trong lòng sẽ dịu xuống và bóng tối trong hồn sẽ tan dần. Rồi khi Chúa bước vào thuyền lòng ta, tâm hồn ta sẽ cảm thấy bình an. Giống như trong phúc âm hôm nay, khi Chúa đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Bây giờ tôi xin mời quý ông bà anh chị em yên lặng một phút và nghĩ đến những điểm đen và những giông bão trên thế giới, trong giáo hội và trong đời mình.
rồi chúng ta mời Chúa bước lên thuyền đời của chúng ta. Và khi chúng ta làm như vậy, bình an và ánh sáng sẽ theo bước chân của Chúa tràn vào đời ta, như xưa kia, bây giờ và sau này vẫn xảy ra như vậy trong cuộc sống.